Em ăn đi, chị đút cho em ăn nè, ăn vào. Bé hai, đi vô nhà ăn cơm đi, suốt ngày cứ ngồi ôm con gấu bông hoài à. Dạ, em ngồi đây ngoan nha, bây giờ chị vô ăn cơm, tí chị ra liền. Đâu rồi ta? Ủa, bà kiếm gì vậy bà? Cái sợi dây chuyền của bà tự nhiên mất tiêu. Bà kiếm kỹ chưa, chắc là bà lại bỏ quên đâu đó. Bà kiếm kỹ rồi, hồi nãy bà nhớ bà để trong nhà tắm mà ta. Bà già rồi, trí nhớ không tốt, chắc là lại quên đâu đó nữa mà. Bà ơi! Hả? Kêu rồi mà không chịu nói gì hết à? Ủa, cái bánh bao đâu rồi ta? Sao kỳ dữ vậy ta? Dạo này nhà cứ mất đồ liên tục à. Bé hai ơi, lạ lắm. Dạo này nhà mình hay bị mất trộm lắm con. Vậy tới nay con với bà sẽ canh ăn trộm, coi ai dám trộm đồ của mình. Sao lâu quá vậy ta? Bà ơi, xong chưa? Mũi cắn nát mong ngôi nè. Chắc đi về quá bé hai ơi, nãy giờ lâu quá rồi. Con gấu bông của con nó đang làm gì vậy? Nó thành tinh rồi, chạy đi bé hai ơi. Ngon quá à. Ê, con bé hai, không được, phải đem cất thôi. Có kẹo mà giấu nha. Dù có cách nào ăn được kẹo của nó không ta? À, có rồi. Ủa, sao con bé hai nó lại lấy kẹo của mình? Mà nhìn nó có dấu hiệu lạ lắm, như bị mộng du vậy ta. Bé hai, sao lại ăn kẹo của mình bé hai? Ủa, hũ kẹo mới mua của mình á. Ê bé hai, mình canh bạn mấy bữa nay nha. Sao bữa giờ bạn cứ lấy kẹo của mình ăn hoài vậy? Có đâu, mình có biết gì đâu. Trên tay của bạn còn cầm hũ kẹo của mình kìa. À, chắc mình bị mộng du rồi đó. Mình có chứng bệnh bị mộng du đó, ghê chưa? À, bạn bị mộng du hả? Để coi lần này bạn mộng du được bao lâu. Ơ, bé ba, bạn làm gì vậy? Rớt miếng kẹo của mình rồi nè. Thì ra bạn đâu có mộng du đâu, bạn đang giả vờ đúng không? Mình bị mộng du lại rồi, mình đi nha. Cái con bé hai này nhiều trò thiệt á. Đứng lại. Trời ơi, chỗ nãy giờ sao không được cho ta? Lại một lần nữa. Có nhiều đó cũng làm không xong, để bà làm cho. Ây da. Bé hai ơi, con có sao không? Đợi bạn tí nghe bà chọi lại cho. Khoan, bà đợi con đi núp một cái. Ở đây chắc an toàn rồi. Ây da. Sao không có chỗ nào núp an toàn vậy ta? Ý, đây được. Bực bội quá sao không cứu người ta? Ây da, đau quá à. Tại nay con xui thôi bé hai ơi. Bà ơi, cái quần của con đâu rồi, con tìm không có thấy. Vứt lung tung, đây nè. Bà ơi, cái ba lô con đâu rồi, con tìm không có thấy. Cặp của con mà con kiếm ở đâu trong bịch rác vậy, đây nè. Bà ơi, đôi dép con mới để trước cửa, chó tha đi đâu mất tiêu rồi nè. Trời ơi, nó nằm ở đây nè. Cảm ơn bà nha, không có bà là con không kiếm được cái gì hết. Không có lo kiếm cái gì hết á, suốt ngày kêu không có. Thì tại con kiếm không ra chứ bộ. Mà bà ơi, chiếc xe đạp của con đâu mất tiêu rồi. Con chạy sao mà chiếc xe vắng lên trời luôn vậy bé hai? Đùa con xíu mà kỳ ghê. Thưa bà có đi học nha. Nó có kiếm đồ thiệt không ta, hay là nó lừa mình? Ngon quá à, để dành tí ăn mới được. Ủa, mình kiểu dễ mới ăn đây đâu mất kêu rồi ta. Để đâu mà mất? Con nhớ con mới cầm ăn luôn á. Kỳ vậy ta. Kiếm kỹ lại chưa? Kiếm kỹ rồi, chắc ai ăn mất tiêu rồi. Kiếm hoài cũng thấy luôn. Chứ cái này là cái gì đây? Ủa, nằm đây hả? Vậy mà nãy giờ con không biết. Con có biết cái gì đâu, ăn thì lẹ lắm. Mà kiếm cái gì cũng không ra hết trơn à. Tại con hay mau quên chứ bộ. Như bà nè, không bao giờ bà quên bất cứ một cái gì hết. Có mà bà, cái nồi cá kho bà kho sáng giờ bà có tắt đâu. Trời ơi, vậy mà không chịu nhắc. Già hay trẻ gì cũng hay quên như nhau. Sao cái tai nghe này nó bị cái gì vậy ta? Ây da, bực mình quá đi. Sao vậy bà? Cái tai nghe của bà hư rồi, con sửa cho bà với. Dạ, bà cứ để con. Ui, hát cái gì vậy nè? Trời ơi, nó hư rồi bà ơi, dục đi mua cái khác. Là hư dây hay hư điện thoại? Hư cái dây á bà. Vậy sao con dục cái điện thoại của bà? Ủa, vậy là con dục lộn rồi hả ta? Trời ơi, đền cái điện thoại cho bà. Bé hai, iPhone 16 mới ra mắt đó, bà mua cái mới đi. Ê, tụi bay ơi, chơi game không? Game gì vậy? Bây giờ tao sẽ ném cái chai này vô cái rổ. Nếu mà trúng tao sẽ rửa chén một tháng luôn. Mày rửa chén một tháng hả? Chơi luôn, chơi luôn. Mày có kỹ nha. Sao mày nhấp hoài vậy? Ném lẹ coi. Từ từ mới hồi hộp chứ mày. Ném lẹ coi. Tao ném nè. Cây ớt này trồng lên trái quá. Ây da. Hả? Thấy bà rồi bé hai ơi. Kỳ này không phải rửa chén một tháng luôn, mà ăn đoạn tháng luôn mày ơi. Con bé hai hay là con bé ba? Đừng nói chi nữa, chạy đi. Ê, chạy tao cho tao.
đỏ ngon quá ta. Bữa giờ trồng mới lớn được nhiêu đây đó. Bà trồng được trái gì vậy bà? Bà trồng trái bí đỏ nè. Cái này mà nấu chắc ăn ngon lắm. Trời ơi, nhìn nó dễ thương quá à. Bà cho con rờn tí nghen. Bỏ xuống đi bé ba. Bạn rờ vậy là nó rụng đó. Rờn tí làm gì ghê à. Để con phụ bà tưới nước cho nha. Không có ai hết hi. Trái bí này nhìn nó đơn giản quá à. Phải làm gì cho nó thú vị mới được. Lần này bà sẽ bất ngờ lắm. Ý, xong rồi. Để mình coi trái bí đỏ ra lớn tới đâu rồi. Cái gì ghê quá vậy? Bé bà ơi, có chuyện kinh dị lắm nè. Chuyện gì á? Trái bí đỏ hiện lên mặt cười nè. Ủa, bình thường mà. Ủa, sao mày không sợ gì hết hả? Có gì đâu mà sợ, tại vì tao khắc nó lên mà. Trời ơi, bé ba đúng là phá hoại mà. Ê, bé ba đi đâu vậy? Hỏi làm gì? Ủa sao nay bé ba nó lạ vậy ta? Mẹ mua cho con heo đất. Mẹ mua cho con á. Ủa bé ba, sao nay môi mày sưng dù dù nhìn buồn cười quá vậy? Ủa bình thường mình nói như vậy là nó sẽ chửi mình mà ta. Sao bữa nay nó kỳ vậy? Nó thiệt là kỳ lạ, phải theo dõi nó mới được. Sao nó đi nhanh vậy ta? Nó đi vô trong đó làm gì vậy trời? Ê bé ba, mày làm gì vậy? Sao bà ăn nhiều chuyện quá vậy? Mình hứa mình không nhiều chuyện nữa đâu. Mới như vậy mà sợ rồi. Bé hai, bà cho con kẹo nè. Sao nay bà cho con nhiều kẹo dữ vậy? Thì hồi nãy bà vô nhà không có thấy cái chén dơ nào hết. Con rửa chén đúng không? Mình rửa nào ta? Đúng rồi đó, con rửa bà. Lấy kẹo ăn đi, bà ăn ít thôi coi chừng sâu răng đấy nghe. Tự nhiên khi không được đóng kẹo luôn, quá đã. Một viên kẹo, hai viên kẹo, ba viên kẹo. Ê bé ba, mày đi đâu vậy? Ta đi mua kẹo ăn có gì không? Tao có nhiều kẹo lắm nè, mày ăn không tao cho. Sao nay tự nhiên đòi cho kẹo tao làm gì? Muốn gì mày nói luôn đi. Hay ta lại cái mắng cầu đó, hãy cho tao trái mắng cầu rồi tao cho mày kẹo. Quá dễ. Nè. Gì? Mày phải kêu tao là đại ca tao mới cho mày kẹo chứ. Con này bị khùng hết ta. Đại ca mắng cầu nè. Cho mày nè. Đại ca em cảm ơn đại ca. Sướng quá, cho mày hai cây luôn. Đại ca buông năm, đại ca buông năm. Má đã, cho hết rổ luôn. Cảm ơn mày nghe tao về á. Bye bye. Công nhận lâu lâu được làm đại ca sướng thiệt. Ủa mà kẹo mình đâu hết rồi? Bà ơi, muốn kẹo của con nữa đi, con hết kẹo rồi. Ủa hồi nãy bà cho con nhiều lắm à ta? Con cho đàn em con hết rồi, tại vì con mới tập làm đại ca mà. Hay ha, tập làm đại ca luôn. Đại ca vô nhà ăn đòn nè. Chốt 5 giờ chiều nay có mặt, không gặp không về. Vậy thôi ta về trước chuẩn bị nha. Ok, nhớ đúng giờ đó nha, mày là chuyên gia trễ giờ đó. Ok ta nhớ rồi mà. Đưa bạn đi. Ủa bé hai đi đâu vậy con? Con có hẹn đi chơi với thằng bé ba, con đi nha bà. Nhớ về sớm đó nghe. Bé ba tao tới rồi nha, mày tới chưa? 5 phút nữa tao có mặt. Sao nhỏ này lâu vậy ta? Alo, mày tới đâu rồi? Tao gần tới chỗ mày rồi. Có thiệt là mày đang tới không vậy? Thiệt, tao sắp tới mày rồi, bộ mày không nghe tiếng xe hả? Tỉnh dậy đi, tao tới rồi nè. Giờ này mà chơi gì nữa, mày biết mấy giờ rồi không? Ê, tao xin lỗi mà, ngày mai đi tao hứa là không có trễ giờ nữa đâu. Ok, tao tha cho mày, ngày mai nhớ đúng giờ đó. Alo, mày tới chưa vậy? Lâu quá à. Tới rồi, tao đang ngủ mà. Cái con mắc dịch thất hứa.